Một tuần mới xin gặp lại các bạn. Thì tuần này xin gửi với các bạn cái clip là Mỹ nguy cơ vỡ nợ. Cái đó là đề tài mà chúng ta thấy đầy rẫy ngoài kia. Rất nhiều đài và nhiều channel đang nói về đề tài này. Mà cái đề tài này thì mình đã nói với các bạn cách đây khoảng 1.5 tháng trước, là mình đã nói là trong vòng tháng 6, tháng 7 năm nay, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm nay thì chúng ta sẽ nghe rất là nhiều về vấn đề nợ trần bên Mỹ. Cái này cũng không phải gì là mới mẻ, thì nó đã bắt đầu khoảng từ tháng 1 năm 2023. Khoảng tháng 1 năm 2023 họ đã đề cập tới vấn đề này rồi. Thì bây giờ họ nói là khoảng mùng 1 tháng 6, và khoảng mùng 1 tháng 6, approximation khoảng mùng 1 tháng 6 là nước Mỹ sẽ hết tiền để trả nợ đó. Thì sắp tới đây rồi, khoảng mấy chục ngày nữa mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta đề cập vấn đề đó, nó không phải là gì là một vấn đề mới mẻ mà chúng ta phải lo lắng. Nhưng mà có một người mà chúng ta hay nghe nói về những ngày tháng vừa qua, đó là một người tên là Janet Yellen. Janet Yellen, bà ta sinh ra năm 1946. Khoảng năm 1946 là năm nay được bà ta là khoảng 67 tuổi. Trên dưới 67 tuổi. Bà ta United States Secretary of Treasury, có nghĩa là bà ta là United States, công việc của bà ta là United States Secretary of Treasury since 2021. Có nghĩa là bà làm trong bên Bộ Ngân khố từ khoảng năm 2021. Bà ta cũng là người bạn chung với ông đó, là có thể là co-worker. Bà ta rất nhiều lần làm chung với ông Jerome Powell. Trong quá khứ là hai người này rất quen biết nhau. Và Jerome Powell thì mọi người đã biết, Jerome Powell làm bên Treasury Department. Ông ta là người mà hay ra nói về vấn đề tiền lời. Và chúng ta mọi người cả thế giới đổ tâm và để ý vào ông ta. Thì bà Janet Yellen thì bà nói rất là có vẻ dữ dội lắm. Vấn đề là nếu mà nợ trần mà không tăng, có nghĩa là nợ bây giờ là khoảng 31.400 tỷ. Hồi đó mình đã nói với các bạn là nợ của nước Mỹ cách đây cũng cả mấy tháng, trong vài clip đã nói nợ nước Mỹ đã bước lên khoảng 31.400 tỷ. GDP của nước Mỹ là khoảng 23.000 tỷ, có nghĩa là nợ bây giờ nó lên khoảng là 100 mấy chục phần trăm hơn cái vấn đề sản xuất ra được rồi. Thì bà nói nếu mà không tăng nợ trần thì có thể xảy ra là có tới 8, bây giờ là thất nghiệp là 3.4%, thì thất nghiệp có thể tăng lên tới 8%. Đó là cái phỏng đoán của bà ta. Và bà ta cũng nói vấn đề nếu mà không tăng nợ trần thì có rất nhiều người đang xài gọi là Social Security, có nghĩa là tiền về hưu, hoặc là những người mà trong quân đội, hoặc là những cái federal job, có nghĩa là công việc làm mà đụng chạm với chính phủ đang ăn lương, thì những người đó chắc không được trả lương nữa. Trên dưới khoảng 66 triệu người, có nghĩa là một con số nó rất là to, rất là lớn. Nhưng mà những gì bà nói ra đây cũng có vẻ khá nhân hóa. Thì trong lịch sử nước Mỹ thì nước Mỹ chưa bao giờ gọi là vỡ nợ cả. Nước Mỹ chưa bao giờ vỡ nợ, nhưng mà chút xíu được các bạn hiểu về nợ của nước Mỹ. Bên Mỹ thì có ba thứ, nói rồi để mình hiểu một chút xíu này, nói sơ qua chút xíu. Bên vấn đề bên nước Mỹ đó là chính phủ, quốc hội và bộ ngân khố. Chính phủ là government ha, quốc hội là Congress, và bộ ngân khố là Treasury Department. Treasury Department là người, bộ ngân khố là nơi cho chi ra tiền để cho gì? Để cho chính phủ mượn. Và chính phủ có mượn được hay không thì có hai đảng, đảng Democrat và đảng Republican, tức là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Hai đảng này thì dĩ nhiên sẽ có cái sự cạnh tranh giữa họ. Và khi hai đảng này đưa ra những cái lập luận và đưa ra những cái gọi là những cái số tiền họ cần phải có, hoặc là những cái vấn đề họ chi tiêu như thế nào, họ sẽ đưa lên quốc hội. Sau khi quốc hội approval, có nghĩa là quốc hội đã chấp thuận, có nghĩa là trong sự bầu cử của hai đảng chẳng hạn, hoặc những người senator là những người trong bộ quốc hội bầu cử, thế đưa qua gì, thế thành luật để là tăng nợ trần, thì lúc đó mới đưa qua bên gì, đưa qua bên Treasury Department, và họ sẽ issue more, có nghĩa là họ sẽ ra thêm tiền để mà tăng cái nợ đó lên. Để cho chút xíu để chúng ta hiểu, để chúng ta thể hiểu những cái căn bản này thì chúng ta sẽ bình tâm hơn. Thì vấn đề mà nợ trần tăng hoặc là những gì bên ngoài kia mà chúng ta nghe ồn ào, đó là chỉ là một cái noise gì thôi, là một cái noise gì trong một cái thị trường mà luôn luôn cả một năm, giống như chúng ta đi mua đồ vậy, năm thì lúc nào nó có sale hết, giống như lễ tình nhân, lễ holiday, Thanksgiving, Christmas này, có như rất nhiều loại lễ, có nhất là nhiều lễ trong một năm. Thì những lễ đó là họ có ra những promotion, họ ra những cái buôn bán, thì trong vấn đề kinh tế cũng vậy, thì chúng ta sẽ nghe và rất nhiều những cái news nó xảy ra trong cái một năm. Thì cái vấn đề nợ trần cũng không phải là một gì mới mẻ, nhưng mà những lúc này đây là thứ nhất là trong midterm, nghĩa là trước khi bầu cử thêm 2 năm nữa là cái tổng thống mới, có nghĩa là Joe Biden có vẫn làm tổng thống nữa, hay là ông ta xuống và một tổng thống khác lên, đảng nào lên, thì có những cái sự ảnh hưởng về những bầu cử gọi là midterm selection, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề debt ceiling.
thì đó là chúng ta sẽ nghe rất nhiều nữa thôi, chứ không phải dừng ngay đây đâu. Nhưng mà hãy mình nên để ý đó, giống như là những cái noise thôi, mình nghe mình hiểu và mình coi là cái đường lái của họ như thế nào, chứ còn không có gì vào chúng ta cần phải panic. Cái thứ hai, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Thì cái Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ thì mang ra thì chúng ta sẽ thấy có hai cái đề tài rất là rõ ràng của hai đảng này. Một bên là nói về vấn đề người giàu, là luôn luôn chúng ta một cố gắng đánh thuế người giàu. Nhưng mà mình đã nói các bạn rồi, đánh thuế người giàu không phải đánh thuế họ, tại vì người giàu không có income, người giàu không có tiền lương, người giàu cái đồng tiền của họ nó được tăng lên bởi gì? Bởi giá trị cái commodity, hoặc là cái giá trị sắt thép, nhà cửa, đất đai, công ty của họ. Có nghĩa là tài sản của họ được tăng lên, chứ không phải là đồng lương của họ được tăng lên. Nhớ bên Mỹ đánh thuế cao nhất là đánh thuế thì gọi là income, tức là đồng tiền chúng ta làm ra. Mà những người giàu thì đa số họ không có vấn đề đó. Họ thì có tài sản, nhưng mà họ không có income. Income họ so sánh, đúng là họ có, nhưng mà so sánh với cái income, có nghĩa là tiền lương của chúng ta, thì nó không là bao nhiêu. Tại vì họ có rất nhiều cái write-off, thì mình hồi đó mình đã nói đề tài đó. Thì chúng ta sẽ thấy mà hai bên chắc chắn nói về vấn đề là ok, thì chúng ta phải đánh thuế hay người giàu, thì bên kia là nói là chúng ta cần phải bớt những cái phúc lợi chẳng hạn, hoặc là bớt lại những cái người cho đi chẳng hạn, để không tạo ra một cái hệ thống là giống như xin cho. Hệ thống xin cho thì như mọi người đã biết rồi, thì trong vòng 3 năm vừa qua khi đại dịch xảy ra thì nước Mỹ đã tăng lên nợ là khoảng hơn 8.000 tỷ nữa, đúng vậy. Thì trước khi vô đại dịch thì nợ nước Mỹ được khoảng là 23, nhớ không lầm, khoảng 23.000 tỷ. Thì bây giờ nó lên 31.000 tỷ thì tăng lên khoảng 89.000 tỷ, đúng vậy. 89.000 tỷ, đó là một con số rất là lớn. Nhưng mà hồi đó mình cũng đã nói nợ nó xảy ra từ đâu ra. Nợ nó xảy ra như cái từ mà chúng ta hay nghe nói là cái từ deficit. Từ deficit là gì? Là có nghĩa là thâu vô ít ra chi. Thâu vô ít hơn chi. Khi mà chúng ta làm ăn thì một cái business đơn giản, một cái công ăn việc làm đơn giản, chúng ta thâu vô mà ít hơn chi thì sớm muộn gì thì cái chúng ta sẽ ăn vào vốn, đúng không? Chúng ta phải cấn vào vốn và cấn vào nợ, cái nợ nó đang càng to lên. Nhưng mà chính phủ thì là sao? Chính phủ đâu ăn vào vốn được, thì chính phủ thì tăng nợ lên mà thôi. Thì khi chúng ta thâu ít vô chi, có nghĩa là thuế chúng ta thâu vô ít hơn những cái gì phúc lợi hoặc những cái quyền trả lương, hoặc là những cái vấn đề mà tiêu xài cho một đất nước, thì nó nhiều hơn cái vấn đề chúng ta thu từ thuế vô, thì cái nợ càng ngày nó càng phình ra, cái nợ nó càng ngày càng phình ra. Vì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái đó là cái Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ sẽ đấu đá nhau cho những ngày tháng tới, đó là chuyện rất là bình thường, và rốt cục họ sẽ có thể đi tới một cái thống nhất nào đó, một cái thống nhất nào đó để có lợi nhất cho cái đảng của họ, là cái đảng Republican Democrat. Nhưng mà dù cho cái gì chăng nữa thì họ đưa ra những cái quyết định của họ rồi rốt cục nó phải mang tới gì, cái sự gọi là ấm êm và cái quyền tốt nhất cho những người dân đang sống và hiện diện bên nước Mỹ. Đó là chính phủ được bầu ra để phục vụ người dân, chứ không phải chính phủ được bầu ra để người dân phục vụ cho chính phủ. Cái đó là cái quan niệm rất là rõ ràng bên nước Mỹ. Chính phủ bầu ra để phục vụ người dân, chứ người dân không phải phục vụ cho chính phủ. Không, mọi nơi trên thế giới như thế nào đó là mình không biết, nhưng mà bên Mỹ rất là rõ ràng vấn đề đó. Nếu anh mà không làm đồ tốt những công việc mà anh phục vụ tôi, thì nghĩa gì là tới bầu cử tôi sẽ bầu anh xuống và tôi sẽ bầu người khác lên. Đó là cái quyền tự do từng lá phiếu của chúng ta bên ngoài kia. Cái thứ ba, giá trị và đồng tiền. Thì bây giờ nếu bây giờ tệ trần mà càng tăng thì các bạn sẽ thấy người nghèo sẽ càng nghèo. Lý do đơn giản thì bây giờ các bạn đã thấy đó, trong tài sản trong năm tháng vừa qua, trong vòng vài năm vừa qua, nhà cửa tăng lên gấp 30%, 40%, 50%. Còn những đồng lương thì chúng ta đâu thể nào tăng lên 20-30%, giỏi lắm tăng được 10%, 15%, 5%. Đa số nhiều khi lương nhiều khi tăng không được tới 10% nữa. Nhưng nếu lương không tăng được tới 10-20% mà tài sản đã tăng lên 30-40%, ví dụ một căn nhà cách đây khoảng 5 năm đi, cái căn nhà đó đáng giá là 500.000, bây giờ căn nhà đó đáng giá 1 triệu đồng, thì có nghĩa là 500.000. Thì những người nghèo thì họ sẽ phải kiếm bù làm sao để bù được 500.000 đó. Thì cái khoảng cách càng ngày đến thì nó càng xa rời ra, nó càng xa rời ra khi mà chúng ta nợ nó càng ngày càng tăng. Tại vì đồng lương nó sẽ tăng không kịp gì cái sự lạm phát, mà lạm phát nó tới đâu ra là đồng lương, đồng tiền quá nhiều bên ngoài thị trường. Giống như mưa quá nhiều đi, có nghĩa là nó thúi cả đất ra, nó dân dã là vậy. Thì đồng tiền cũng vậy, nếu đồng tiền chúng ta in ra mà xài một cách không có một chính xác, một cách vô tội vạ, thì nó làm cho cái nền kinh tế là những người nghèo càng ngày càng nghèo. Đó là cái nhất. Cái thứ hai, khi mà chúng ta mà cho tiền á, khi chúng ta cho tiền, một người mà khi chúng ta cho tiền thì giống như chúng ta hay nghe nói, đừng cho họ con cá mà chỉ họ, mà cho họ cái cần câu và chỉ họ câu cá. Cái ý là gì? Nếu mà chúng ta họ cho họ một đồng á, mà họ không biết đi kiếm cái đồng thứ hai, đồng thứ ba, thì có nghĩa là cả đời của họ luôn luôn phải
dựa vào cái người cho. Thì cái xã hội cũng vậy. Thì nếu mà giờ mà tiền mà chúng ta cứ tăng nợ lên mãi, mà tăng nợ là gì? Nếu chúng ta sử dụng cái đồng tiền nợ đó để mà chúng ta bị phục vụ gì, giống như tăng sự hiểu biết của người dân, tăng sức học hành của người dân, tăng công ăn việc làm cho người dân, tăng cái sự production của người dân, cái sự mà sản xuất người dân, hoặc là tăng thêm những cái technology trong kỹ nghệ của thế giới, hoặc là những kỹ nghệ medical, thì nó sẽ phục vụ đường dài cho người dân. Nhưng mà nếu chúng ta dùng những cái đồng tiền mà chúng ta tăng nợ trần lên, mà chúng ta chỉ có nghĩa cho thì giống như không khác thế nào, chúng ta uống thuốc giảm đau vậy đó. Giống như cơ thể chúng ta bị đau ốm, chúng ta phải biết căn nguyên nó đau từ đâu để chúng ta trị cho nó. Đằng này chúng ta thì có gì, có giống như là uống thuốc giảm đau, nó hết đau thì chúng ta lại đi ra ngoài tiếp và làm những việc chúng ta cần làm. Nhưng mà cái đau thì vẫn là đó, cái căn nguyên cốt lõi thì nó vẫn nằm ở đó. Nên vấn đề nợ trần ngày hôm nay, nếu chúng ta để ý cái sự tranh luận của họ, hãy để ý những sự tranh luận của họ, và chúng ta hãy mang ra cái lợi ích của từng cá nhân, và hãy đặt đè nặng lợi ích của đất nước lên trên hết á, thì chúng ta sẽ thấy những cái sự tranh luận của họ nó sẽ đúng sai, nó trắng đen như thế nào, nó rõ ràng hơn. Còn nhiều khi chúng ta mang cái cảm xúc và cả sự suy nghĩ của từng cá nhân vô, mà không đặt đất nước lên nhiều nhất, đất nước Mỹ lên cao nhất của những cái gì đang xảy ra ngoài kia, thì nhiều khi chúng ta có thể rất dễ bị ảnh hưởng vì cái cá nhân của chúng ta đưa ra những quyết định hoặc những cái sự suy nghĩ nó nhiều khi nó không mang lại cái sự tốt đẹp trong tương lai đường dài. Và cái thứ tư, chứng khoán lúc này đây thì các bạn thấy lên lấy xuống, ngày này lên ngày kia xuống, thì đó là rất là bình thường. Nếu bây giờ mà tới ngày đáo hạn, có thể là 1-2 tuần lễ tới, là khoảng trong vòng 30-40 ngày tới, mà nếu nợ trần cái hai bên, cái sự tranh luận tranh cãi của họ, gọi là sự gay gắt của hai bên, mà nó đợi cho tới ngày gần tề cần kề, mình nhớ có nhiều lúc nợ nó sẽ bị, có nhiều lúc gọi là nợ gọi là gì ta, nợ không có đủ tiền để trả nợ trong the next day, có nghĩa là ngày mai không có tiền đủ tiền để nợ. Nhiều khi họ đã ký những cái gọi là những cái agreement vào đêm trước đó, có nghĩa là buổi cả ngày chứng khoán đỏ lè cả hạn, buổi đêm đó họ ký ok chấp nhận tăng nợ trần ngày mai, giống như thứ sáu là họ nói bây giờ không có ký nợ trần, có nghĩa là default cái payment, nghĩa là không có đủ tiền để trả, nên không có mọi thứ, thế là chiều thứ sáu mọi thứ đỏ lè, thế là cả cuối tuần mọi người hết hồn hết vía. Nhưng mà tối hôm thứ sáu đó thì họ lại đồng ý vấn đề nợ trần tăng lên, thì sáng thứ hai tuần tới mở ra thì thị trường lại săn le lại. Nên cái đó là nếu mà người bình tĩnh thì nhiều khi họ sẽ sử dụng những cái cơ hội trong cái lúc mà tăng lên hạ xuống như vậy, vì cảm xúc nhiều hơn là lý trí đó, vì cảm xúc nhiều hơn là lý trí, vì cảm xúc nhiều hơn là cái giá trị thực của một sản phẩm, thì chúng ta có thể capture được, bắt được những cái cơ hội trong những ngày tháng tới. Nhiều khi chúng ta thấy mọi thứ sản phẩm nó tăng, nhiều khi chúng ta nói để cho các bạn một cái ví dụ mà mình thấy nó cũng hơi khá rõ ràng. Nợ trần tăng hay không tăng nó không quan trọng, nó không quan trọng tại sao không, nó không quan trọng. Giống như một cái nhà, ví dụ nhà các bạn đang trong một cái nhà hồi xưa cái giá nó 500.000, bây giờ nó giá thành triệu, thì thực sự các bạn có cảm giác là chúng ta có thêm 500.000, nhưng mà thực sự cái nhà đó nó có tăng thêm cái gì không? Câu trả lời là không. Đất nó vẫn được xem, đúng không? Cái mảnh đất nó vẫn bằng đó diện tích đất, nhà thì bằng đó diện tích nhà, bao nhiêu phòng trong đó, có những gì trong đó thì nó y chang à. Nhưng mà cái giá trị nó tăng lên, nó phải bị tăng giá trị tăng lên, mà cái sức mua của đồng tiền nó bị giảm giá trị. Cái này các bạn để ý rất kỹ, sức mua của đồng tiền nó bị giảm giá trị chứ không phải giá cả tăng lên. Sức mua đồng tiền nó bị giảm giá trị, như vậy nó mới gọi là gì, purchase power của cái money, của cái currency của mình, purchase power của currency mình bị reduction, đúng không? Reduction có nghĩa là cái sức mua, cái giá trị của cái đồng tiền của chúng ta đã bị giảm giá trị, sức nó mua xuống, chứ không phải là giá trị của mặt hàng của chúng ta tăng lên. Nên chúng ta phải phân biệt hai cái vấn đề này thật rõ ràng. Và cái cuối cùng là nợ trần có tăng không, mình có thể dám guarantee là 99.99% nợ trần họ sẽ tăng. Và tăng như bao nhiêu? 1.000 tỷ nữa, 2.000 tỷ nữa, 3.000 tỷ nữa, thời gian tăng như thế nào, và những cái hệ gọi là những cái sự mà thay đổi của luật pháp về vấn đề mà giúp đỡ người nghèo, không giúp đỡ người nghèo, hoặc là phúc lợi cho xã hội, hoặc là không phúc lợi xã hội, tăng vấn đề về hưu, không tăng vấn đề về hưu, vấn đề Medicare của mọi người dân nước Mỹ như thế nào, vấn đề nhà cửa ra sao, thì đó là những rồi vấn đề chi tiêu cho quân đội như thế nào, đó là cái sự mà hạch sách, còn là những sự tranh luận tranh cãi của hai đảng
sẽ xảy ra rất là rõ ràng trong những ngày tháng tới. Mà chúng ta là những người dân thì chúng ta cũng không nên không cần gì phải panic về những cái noise ngoài kia, đó là rất là bình thường. Cái đó là lúc nào cũng vậy, midterm giữa năm rồi cuộc bầu cử hoặc là chuẩn bị thay đổi bầu cử hai năm tới, thay đổi tổng thống hoặc là những cái vấn đề xảy ra ngoài kia. Mà bây giờ ngoài kia những vấn đề xảy ra rất khá lớn, có rất nhiều vấn đề ngoài kia đang xảy ra, mà nếu chúng ta để ý diện rộng hơn á thì chúng ta đã thấy nó đang vượt ra coi ngoài nước Mỹ rồi, chứ không phải là trong nước Mỹ hay không đâu. Vì vậy nợ trần nước Mỹ có nguy cơ vỡ nợ hay không, đừng có lo, cái đó chỉ là nói gì thôi, nước Mỹ sẽ không vỡ nợ này, mọi người chúng ta cũng chẳng cần gì phải để ý với những cái đó đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ cần để ý với những gọi là những cái luật và sự tranh cãi tranh luận của hai đảng, và những cái luật sẽ đưa ra trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới đời sống riêng tư của chúng ta, và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những cái tài sản mà chúng ta đang có và những cái tài sản mà chúng ta trong tương lai muốn có. Thì những cái discuss, những cái gọi là những quy luật, những cái sự tranh luận của hai bên nó sẽ cho chúng ta có câu trả lời rõ ràng hơn, và chúng ta có thể định hướng và những gì cho chúng ta có thể làm trong tương lai lúc này và trong tương lai tới. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn dõi clip, và như mọi lần ở đâu cũng vậy, chúng ta cần phải làm nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng những người thân yêu của mình, đóng góp xây dựng vào xã hội. Và nếu có đầu tư xin đầu tư chứ đừng đầu cơ. Tuần này thì mình hơi bận thì mình chỉ có thể gửi các bạn được một cái clip này mà thôi. Thì hy vọng tuần tới sẽ có thời gian hơn và làm cố gắng mỗi tuần làm hai clip gửi với các bạn ngoài kia. Nhưng mà tuần này hơi bận thì có thể làm một clip, xin các bạn thông cảm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn tuần tới.